Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại xã Tà Thàng, huyện Mường Khương, Ban dân vận tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tuyên truyền trực tiếp bằng tiếng Mông về vận động nhân dân cải tạo tập quán lạc hậu. Hội nghị được tổ chức bằng phương pháp tuyên truyền bằng tiếng phổ thông, lồng ghép với tuyên truyền bằng tiếng Mông, với các nội dung vận động nhân dân cải tạo tập quán lạc hậu trong việc cưới, việc tang, lễ hội và vệ sinh môi trường. Hội nghị nhằm giúp cho các đại biểu cập nhật các kiến thức về việc tổ chức các sự kiện trong cộng đồng khu dân cư sao cho tiết kiệm, văn minh, loại bỏ những hủ tục lạc hậu không còn phù hợp, đồng thời cùng bàn bạc tìm biện pháp bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc. Các đại biểu cũng được quán triệt cam kết không xem ngày tháng cưới hỏi đối với các trường hợp chưa đủ tuổi kết hôn cận huyết thống, ép cưới, lợi dụng tục bắt vợ, kéo vợ để buôn bán phụ nữ, thách cưới, không để người chết quá 48 tiếng trong nhà, giảm sự rườm rà trong việc cúng tế trong các lễ hội, đồng thời đảm bảo giữ gìn được nét đẹp văn hóa truyền thống của mỗi dân tộc. Vận động nhân dân không thả rông gia súc đến cơ sở y tế khám bệnh khi ốm đau. Trong tháng 12 năm 2019, các hoạt động truyền thông hưởng ứng tháng hành động quốc gia về dân số và ngày dân số Việt Nam 26 tháng 12 được triển khai đồng bộ từ tỉnh xuống cơ sở, được sự đồng tình hưởng ứng của mọi tầng lớp nhân dân. Cụ thể đã tổ chức một buổi tọa đàm về nâng cao chất lượng dân số, tuyên truyền về ý nghĩa chủ đề tháng hành động quốc gia về dân số và ngày dân số Việt Nam, lồng ghép tổng kết công tác dân số kế hoạch hóa gia đình năm 2019, 18 diễn đàn tìm hiểu kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản tại 9 huyện thành phố cho tổng số 9.300 học sinh và thầy cô giáo tham dự. Cùng với việc tích cực đăng tải tin bài, hình ảnh, hoạt động tuyên truyền về dân số, ngành cũng tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình trong tình hình mới tại tuyến tỉnh cho học viên là công chức chi cục và cán bộ y tế các trung tâm y tế huyện, thành phố, các đơn vị y tế tuyến tỉnh, 9 lớp cho tuyến huyện, thành phố với 450 học viên tham gia. Tại cấp cơ sở, tổ chức sinh hoạt 83 buổi tại các câu lạc bộ, tư vấn trực tiếp cho trên 2.500 hộ gia đình, 284 buổi tuyên truyền lưu động. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức và chuyển đổi hành vi về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh. Chi đoàn Công an huyện Mường Khương vừa tổ chức trao tặng công trình bể nước sinh hoạt đầu nguồn, phục vụ các cơ quan và nhân dân khu vực trung tâm xã Nấm Lư. Sau một thời gian xây dựng công trình bể nước sinh hoạt đầu nguồn, phục vụ các cơ quan và nhân dân khu vực trung tâm của xã Nấm Lư đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, cung cấp nước cho hơn 100 hộ gia đình, 3 nhà trường, trạm y tế xã, trụ sở ủy ban nhân dân xã. Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực của chi đoàn Công an huyện Mường Khương nhằm giúp đỡ các cơ quan và nhân dân khu vực trung tâm xã Nấm Lư được sử dụng nước ổn định. Đây cũng là một trong những công trình phần việc cụ thể của chi đoàn Công an huyện Mường Khương tình nguyện hướng về cơ sở, tham gia cùng địa phương xây dựng nông thôn mới, được cấp ủy chính quyền xã Nấm Lư ghi nhận và đánh giá cao. Mặc dù chỉ được thu hoạch duy nhất một vụ trong năm, nhưng cây đào cảnh hiện đang là một trong những cây trồng mang lại nguồn thu lớn cho các hộ dân trồng đào trên địa bàn huyện Bảo Thắng. Toàn huyện hiện có khoảng hơn 12 hecta trồng đào cảnh, tập trung chủ yếu ở các xã Xuân Quang, Sơn Hải, Thái Niên. Thu nhập bình quân 1 hecta đào cảnh đạt trên 500 triệu đồng. Để cây đào cảnh cho giá trị kinh tế cao, các hộ trồng hoa đã chú trọng thực hiện tốt việc chăm sóc, cắt tỉa tạo thế và dáng cho cây, đồng thời chú ý kỹ thuật để cây ra hoa vào đúng dịp Tết Nguyên đán, đáp ứng nhu cầu chơi hoa của người dân và nâng cao thu nhập. Ngoài ra, một số vườn đào đã thực hiện cho khách tham quan trải nghiệm với vườn đào và thu giá dịch vụ. Từ hiệu quả cây đào mang lại, thời gian tới huyện Bảo Thắng tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác quy hoạch vùng trồng đào trên cơ sở cung đáp ứng đủ cầu, quan tâm hỗ trợ các hộ dân về kỹ thuật, qua đó góp phần nâng cao giá trị kinh tế trên cùng diện tích đất canh tác. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lào Cai vừa đưa ra khuyến cáo về bộ cơ cấu giống lúa cho vụ sản xuất vụ xuân năm 2020. Theo chỉ đạo về cơ cấu giống của tỉnh, vụ lúa xuân năm 2020, bà con tập trung sử dụng các loại giống lúa thuần với diện tích khoảng 70%, phần còn lại là các giống lúa lai. Các loại giống được ưu tiên sử dụng là Thiên Ưu 8, TBR225, Z01, Z02, Bắc Thơm số 7, Thơm VTR, Nghi Hương 2308, VS1. Ngoài ra, một số giống đặc sản là sén cù, hương thơm cũng được đưa vào trồng trên diện tích lớn. Trên địa bàn tỉnh, ngoài Trung tâm Giống Nông Lâm nghiệp tỉnh cung ứng giống lúa, thì còn rất nhiều công ty của các tỉnh cung ứng giống trên địa bàn. Riêng lượng lúa giống được sản xuất tại tỉnh gồm bộ giống lúa lai và một số giống lúa thuần chất lượng cao như sén cù, LH12,
Thời điểm hiện tại, các địa phương đã đủ giống để nông dân bắt tay sản xuất trong những ngày tới. Về khung lịch sản xuất, bà con nông dân cần gieo mạ xung quanh tiết lập xuân và hoàn thành cấy lúa xuân trong tháng 3 dương lịch. Do biến đổi khí hậu nên thời tiết không tuân theo quy luật. Vì vậy, bà con cần tuyệt đối không gieo mạ những ngày rét dưới 15 độ C. Tranh thủ thời tiết nắng ấm để gieo mạ, che chắn để tránh rét, đảm bảo cho mạ đạt khoảng 3 lá thật trở lên sẽ đủ tuổi đem cấy. Thưa quý vị và các bạn, năm 2019, phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bảo Thắng tiếp tục diễn ra sôi nổi, nhận được sự hưởng ứng của cộng đồng. Từ đó đã có thêm 3 xã cơ bản đủ điều kiện để được đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được. Đến thời điểm này, Bảo Thắng đã cơ bản hoàn thành xong các tiêu chí người dân phải làm trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Đây là mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao của gia đình anh Trần Ngọc Huế ở thôn Đồng Lục, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng. Do đáp ứng được đúng nhu cầu của thị trường, nên sau hơn 1 năm thực hiện mô hình này đã mang lại cho gia đình anh nguồn thu cao, ổn định hơn nhiều lần sản xuất thông thường. Thiết kế của cái nhà này thì mình có thể trồng được rất nhiều các loại rau, củ, quả, hoa. Nhưng mà chủ yếu mình tập trung vào dưa lưới và dưa lê Hàn Quốc. Một số loại hoa quả có giá trị công cao thì mình sản xuất. Sau 1 năm với cái diện tích 1.000 m² cái nhà kính này thì mình trồng được 3 vụ dưa lê. Thì mỗi vụ mình thu được khoảng 2 tấn, được 6 tấn. Với giá thị trường là 70.000 cân. Thì mình thu được hơn 400 triệu, hơn 400 triệu trừ chi phí thì mình cũng được khoảng 300 triệu trong 1 năm. Từ sự cố gắng của người dân, cộng với những giải pháp cụ thể, thiết thực của chính quyền địa phương, những vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn đã dần hình thành trên địa bàn huyện Bảo Thắng. Điển hình như vùng cây ăn quả với diện tích 2.600 hectare, sản lượng đạt trên 25.000 tấn mỗi năm. Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 188 hectare, duy trì và phát triển có hiệu quả trên 420 trang trại, đã góp phần đưa giá trị thu nhập của 1 hectare canh tác năm 2019 đạt 80 triệu đồng. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt trên 37.800.000 đồng trên năm. Đời sống được đảm bảo, bà con chủ động triển khai thực hiện các phần việc người dân phải làm, đồng thời tích cực thực hiện các tiêu chí nhà nước và nhân dân cùng làm. Như nhà văn hóa thôn Xuân Tư, xã Gia Phú này, hiện đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng trước khi bàn giao đưa vào sử dụng phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa của người dân địa phương, nhất là dịp Tết đến xuân về. Trước đây thì cái nhà văn hóa của chúng tôi thì nó chật hẹp lắm. Vừa chật hẹp, nói chung là nó cũng không được đẹp lắm. Đấy, cũng xây rồi nhưng mà không được đẹp lắm. Bà con nhân dân đến khi là thông qua với bà con thì bà con rất là vui mừng và phấn khởi, là mong muốn là có một cái nhà văn hóa, nơi sinh hoạt cộng đồng là rộng rãi hơn và thoải mái hơn. Mỗi khi bà con đến họp thì là bà con hưởng ứng rất là cao khi chúng tôi đưa ra dự án là xây dựng nhà văn hóa mới. Từ các nguồn lực đầu tư của Đảng, Nhà nước, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, kết thúc năm 2019, huyện Bảo Thắng có 8 trên 12 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Số tiêu chí đạt chuẩn trung bình trên mỗi xã là 17,75 tiêu chí, tăng 1,58 tiêu chí so với năm 2018. Đặc biệt, các xã Trì Quang, Gia Phú, Phố Lu, Thái Niên đều đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí người dân phải làm, đưa tiêu chí này đạt 100% trên toàn huyện. Ngoài ra, một số tiêu chí khác cũng được đẩy mạnh thực hiện để các xã sớm về đích nông thôn mới, đưa Bảo Thắng hoàn thành mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh. Hiện nay thì đã hoàn thành tất cả các cái tiêu chí người dân phải làm, và chỉ còn lại một số cái tiêu chí liên quan nguồn lực đầu tư của nhà nước thì chúng tôi cũng sẽ đang tập trung tham mưu và kiến nghị với các sở ngành tỉnh để sớm tham mưu cho tỉnh bố trí kinh phí, và dự kiến là cũng sẽ hoàn thành các tiêu chí của cái xã Thái Niên trong cái quý 2 năm 2020, và đến dự kiến là trong cái quý 2 thì huyện sẽ hoàn thành toàn bộ cái 9 tiêu chí huyện nông thôn mới, cũng như là các cái xã trong xây dựng mới, và sẽ trở thành huyện nông thôn mới. Những kết quả đạt được trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện Bảo Thắng trong năm 2019 vừa qua đã tiếp tục khẳng định sự chủ động, sáng tạo của địa phương trong quá trình xây dựng nông thôn mới, nhất là tạo sự đồng thuận của người dân. Đây cũng là tiền đề để huyện Bảo Thắng thêm quyết tâm hoàn thành mục tiêu huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh trong năm nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.